Rồi Tâm kính chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Lời nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn. Bữa nay mình tiếp tục đi câu cá lóc nha các bạn. Bữa nay sẽ đi đánh hầm nha. Nay mùa nắng tới rồi. Mình đi đánh hầm, bữa nay mình đi có bạn Thành. Bạn Thành ngồi bên góc đó. Rồi, với bạn Nhí. Bạn Nhí ngồi bên này. Mình góc ở góc này ha, đánh hầm này. Có anh bạn này câu gì mà cũng ngồi bên góc đó nè. Mới ra cạn, chắc đánh lóc luôn hay gì. Thì bốn người là bốn góc nha. Dạ đủ rồi, bốn người bốn góc à. Bốn người bốn góc. Rồi, mùa nắng rồi mình sẽ đánh tầng đáy ha, lẫn giờ mình đánh lẫn trước nè. Đây con V5 rồi mình giờ đánh V5 trước, chuẩn bị đủ hộp mồi nha, cá sắt đồ đầy đủ hết nhưng mà rồi, cá sắt đồ đây rồi V5 rồi ha, giờ mình đánh V5 trước rồi mình sẽ xuống đáy đánh cá sắt sao ha. Hầm này là có cá lăng rồi. Bữa nay mình đánh cái cần Burawa Monster ha. Mình có nhái luôn. Để thử cho hai bạn kia đánh nhái. Đánh nhái trước rồi coi hả ăn mình chuyển qua nhái nha. Chia mồi ra đánh. Giờ mình đánh mồi giả. Thử coi cái nào triển cái nào hiệu quả thì triển khai kế hoạch nha. Mình sẽ ra cần với con máy đai hoa của kỷ niệm của sư phụ của chú Thiện tặng nè. Hy vọng là có cá nha các bạn. Đánh chéo hai góc, góc này với góc bạn Thành, còn Nhí thì đánh bên đó, cánh bên đó. Rồi ra nay đánh mới đứng đánh mồi giả này có nhanh lắm. V5 đánh chéo hai bên này nè, cặp bí bờ nè. Giờ đánh trước ngoài lẫn lẫn lẫn, hồi đánh cá sắt xuống sau. Trình tài thử cá sắt với Evan, mồi giả với nhái thiệt coi. Nào hiệu quả nhanh hơn. Thành có ghế đem ghế theo ngồi rồng à. Quýnh mồi giả thả pin ra nha các bạn, thả pin nhẹ nhẹ ra. Đó. Chào mừng em đã đến với bọn anh. Ủa kỳ vậy ta, còn không ta? Ê, còn ô bon cá. Chắc các bạn ơi.
Có cá nha. Cá đây quan ơi. À, có cá nha. Cá sắt. Chào mừng em đến với bọn anh. Cá sắt mới chịu ăn các bạn ơi. Quyền âm nó đã là không ăn. Rồi, một em. Vậy mới được chứ. Có tinh thần. Một nhái. Nhá. Cá sắt. Ăn cá sắt các bạn ơi. Chiếu 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 chiếu. Nữa nha các bạn ơi. Chào mừng em đến với bọn anh. Chào mừng em với bọn anh. Cá nha. Đầm râu đã khai thác được rồi. À, cái kẹp có ấy không, ông ấy đem qua đây thôi. Ở được, ra rồi. Ồ, con thứ hai nha các bạn. Dĩ Thành. Kẹn được đâu bạn ơi. Biết rồi. Mấy đường trắng à. Rồi, Thành lên cá luôn. Còn không? Từ từ mới bắt cá bự chứ. Đó, Thành lên cá luôn. Được rồi. Mình cãi nó, mình Thành kia mình lựa cá nhỏ nhỏ quýnh, còn nó bắt Hugo nhật bạn. Đây, Hugo của Thành. A few moments later.
lộng. R45. R45 các bạn ơi. Ha cũng nhỏ. Con bự. Rồi. Ba em. Bỏ vô. Tiểu học không? Cắn không? Ê, bự rồi đó. Rồi. Ê, một lúc. Vô vỏ đó đây. Vỏ lúc đặng rồi. Bắt được học sinh cấp 1 rồi các bạn ơi. Nãy toàn tiểu học không? Lẫn ăn trong lẹo ra. Chập chạy sao? Cá này bị bể. Mập. Lẹo nè các bạn. Lưỡi của bạn Thành nha các bạn. Còn nào có muốn lưỡi thì liên hệ với bạn Thành nha. Được sáng giờ được 2 con. 2 con nha các bạn. Con kia nhỏ hơn này. Bỏ đang đi. Gì? Bỏ đang cho có nhớt hồi Hugo đủ lên. Thôi. Bỏ đang đi. Hồi đại học đâu nó bỏ vô nữa. Mới mầm non giờ lên tiểu học rồi. Thành được 2 con các bạn. Thành đánh nhái. Mình có sắc. Em nó đánh với hai luôn à. Đánh với hai luôn à.
lụm. Lụm. Cá này nha các bạn. Mập lúc. Lại. Mập lúc luôn. Quá ngon. Xương 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 đều đều. Rồi 45 không ăn. Đổi đổi tới đổi lui liên tục. À, cá cũng trọng nha các bạn. Bỏ vỏ. Em nghe anh ơi. Dạ bữa nay nghỉ phép năm anh. Dạ dạ ok anh. Dạ 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 dạ. Mấy câu về tới. Mấy câu. Về tới rồi. Cá gì đó. Lộng nè các bạn ơi. Lộng. Tiểu học nữa. Tiểu học nữa các bạn ơi. Tới chỗ vừa tới chỗ bung ra luôn. Mập ha các bạn. 5 cái. 5 quýnh cái càng này hơi cứng, không có cảm giác các bạn ơi. Càng này quýnh nhái, tại mình đem theo bữa nay có quýnh nhái không. Thôi rút quân luôn, về luôn. Hết ăn rồi. Rút quân các bạn ơi. Hết ăn rồi. Cá sắt giờ lên tầng lửng hết ăn luôn rồi. Bữa nay gồng gồng với cái hầm này bữa. Xanh xương, rồi có gồng. Mấy cần thủ kia vô chịu nổi với hai anh em. Vô xíu về, vô xíu về. Chống gì lại. Chống gì lại. Cá 7 con, 6 con chứ. Cái 7 con chứ. Anh 5 con. Em 2 nữa 7. Thành không bắt luôn mà, cho mình luôn. Hai là 7 con. Cá lứa lứa không, không có bự qua.
đem thùng đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem đồ ủng hộ mình, tặng cho mình một like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo mình ra clip mới nha các bạn. Bye bye các bạn nha.